Rồi chào các bạn nha. Bây giờ anh em đang bóc càng xong rồi nè. Trời đã về chiều rồi. Xe này là 20 tấn. À, trên rừng núi này. Xe của anh Vũ. Từ nãy chạy từ nhà đến đây đi. Túi rồi đó. Chờ anh em đang bóc cây công cuối cùng. Và ở phía cây nấm bóc toàn là lăng đang không ấy. Chắc còn nhỏ, nên không chắc còn nhỏ. Mấy cây bực à. Các bạn xem xe đổ xuống cái dốc này, này. Dốc cũng rất cao này. À, trời hanh nắng cho nên là đi cũng tương đối dễ, gặp trời mưa thì đua rất nhiều các bạn nha. Em bóc thêm xe cho đầy luôn. Woo! Còn cuối cùng rồi, giờ 6 giờ rồi. Tao đã mệt, tao có mệt nhưng không áo để mặc để sạch mày. Tao vô cài đập giọt xuống đường. Đó là anh Vũ nè. Người cắn gió là người dân tộc mày. Bây giờ anh em bóc gồng cuối cùng các bạn nha. Trời về tối thì chắc mình quay một đoạn rồi. À, à? Xem không rõ này. Đấy chắc có ba tái rồi. Ba trời sắp về tối rồi anh em nôn lắm này. Đường xa quá các bạn nha. Trời về tối rồi các bạn nhé. Ở dưới kia có một chiếc xe đó. Bót tè bên đây răng đừ hết nghe. Mày
nó thèm hỏi. Khó quá thèm hỏi này. Rồi, bỏ vô hộp đi là rồi. Đường thì khó đi đó các bạn nha. Vậy nên là mà xe chở múp mâm như thế này nè. Hơi khó cho xe. Mấy anh em bóc hết cái này bác Tài có thấy buồn. Bác Tài nói cho anh em đừng bóc nhiều quá. Nhiều quá đường là khó nhiều đi. Đường khó đi. Chết anh á. Bắt đầu này là làm ăn lâu dài mà đường khó đi mà anh em cứ bóc cho nhiều vô. Bạn xem giờ là tối rồi mà đường thì khó đi mà anh em thì cứ rón cho hết keo này, bắt đầu thì buồn kìa. Quạt. Anh em ăn.